không vào đây. Thank you.
con cua. Cua. Bắt đi. Con cua nó chạy rồi bố ơi. Con cá này to thật bố ơi. Con cá này to thật. Nhưng mà con cá to thật nhỉ. Cút cần đây, lấy cúi lại cho. Ôi, bảo ra đây. Con này to thật. Được hai con cua ấy. Mấy con cá. Con biết con cá gì mà nó trắng trắng? Cá suối. Cá suối. Ôi con cá gì mà nó to to trắng trắng nữa? Cá suối. À bên đây. Vâng. Đi.
có được cá không? Đứng đứng đấy. Cũng cần cái này cho bố. Cái này đéo gì ra cuốn này? Tay trắng bếp mà không ngoài tay biết cân nhắc sau nhé có xem không bị cáo cái này được mấy con
con to thật. Con này to. To. Con này to không? Cắn. Bố ơi, con cá này to thật thật ấy. Con cá này. Lấy đi cầm máy ăn này. Cầm máy được con ăn này.
Nó được cá to thật. Kia có cá thì lấy rau anh bỏ con này cho cá này, cho này bỏ trong này mang đi cái này cả ăn mấy bữa. Cắt cái đấy xong chưa? Cái lò này có chả có chữa chê. Có chuyện nhất nào. Con đến đây làm gì? Con... Cô tên phía con nè, nhưng mà con là mà con là chế nè nè. Con nên ở đây cũng như này. Ây to tích bỏ con lòi cuối lý tua à. Cô ta cắt tôn phía con. Con nhà đến mẹ. Vâng ạ. Lật bước phu nó. Mướn. Ta cô thì là chế nè, chỉ ta lói hay chỉ lòn cỏ phải no là thế. Cô ta cắt tôn phía, lò ấy. Cái mà cái lồ nó ra thì hại ngu. Ngồi đây đi. Cô chỉ dạo, cô sao sơ. Con về con về với lại mẹ chú với lại chú. Con chưa được mẹ về nhà. Mẹ về nhà đi, mẹ lên đây làm gì? Ê, có lò này, có cái chỉ là chơi. Có cái chỗ nửa người nhắc về nó mà cô chỉ vô gà cỏ. Ê, có anh... Cái vuông cả nhà mà có tôn thủ nó nhá. Không về đâu, con không về với mẹ. Bây giờ con có gia đình của con. Ê, cô giờ có lọ, có chỉ lá, có à. Chỉ tôn thủ nó nhá nè. Chả cô tôn thủ con nhá, cả chỉ vô cô nè. Ôi, cái hàn
mỗi cú có lá sò bắp chè đông chỉ vô cú lòn thò gỡ nhó nè con đừng gỡ nhó ấy số cú nè cú em giờ lên từ nhó mẹ về nhà đi con quyết định là con sẽ không về nhà với bố mẹ đâu nhưng tại mẹ ác quá con không sống được với bố mẹ đâu. Bây giờ con có gia đình riêng có gia đình rồi cú mình chơi cú tao mà tất nhiên mà cú tao nhiều ni lò cứ cú cha đã cho rồi nên chỉ nộp cú mua nên chỉ nộp cú nhá nè tại vì tôi nộp gái này tôi nhá nhá này nó lên thử hiệu ở ít tẩy ở phố cú nọ tôi nộp con nhá làng gái chỉ khen gái thích chỉ vô cú nè gái chỉ vô cú để cú bỏ ra à chả tại do mẹ ác quá thì sao sống được với gia đình của con có gia đình riêng bây giờ con không về với mẹ đấy về nhà đi con bảo rồi lúc đầu con bảo là nhì bố mẹ hay chị à hay nghe đi thằng cu nhá chị tao nghe kia tôi chọn cái anh này tú phải nó là anh này tú phải nó nhá nhá cụ phải khó ha nó em đi chơi xí tuần thằng cái nhá đi nhá nhá chọn đi chơi này à chơi đi chỉ lo chơi nó chứ có chỉ lo chơi lo lúc đầu con nói mẹ rồi con bảo là nhớ thằng anh này tú nhớ chứ mẹ thống nhất con ôn tí lòng xa ta có chỉ lo thợ ướt thì lo nhá cuối thì con đi về nha mẹ quyết thiết không cho con lấy mẹ chỉ con mẹ không cho con ở nhà thì con trả lên con sống không được ta sao thầy cô hay đi trẻ con chứ nà cô chỉ phúc có lo trẻ cả cô dù có lo cô thấy dù tạm bỏ đi đã rồi có hay lo luôn đi mà quyết định con sẽ không về nhá con có hai bữa trước có ta chỉ mua lo hai bữa trước có ta chỉ mua con nhặt tiền lên thôi nó hai bữa trước là có ta chỉ mua lo nhi ra cái lũ lo hai bữa trời lên rồi nhi nhau sức nhau chị tuổi nhi nhi ra phải lo à cú há chín tao à nhi à mặt con mẹ đổ nước vào con nhi nhi thủ bữa trước hai nhi chỉ nộp lo vẫn nhi phải lo hai nhi nói nhi bao sao mẹ đổ nước vào con với cú biết hết này rồi ô thì nói nhi ngay đi bao thì giờ cú dù nhi rồi đi trả ô nó nhi bỏ chị ra tao với mẹ về nhà nó chị tao mẹ về nhà đi con chưa ní chị ta ta bao không mẹ bên nhà nó ní hay bỏ rồi nó ní bỏ cũng là cái phải đông mà chị ta mẹ đối xử ta tàn thế chị tao có nhỏ quê tôi biết tao ta bao thì quê sao mẹ đối xử với con như thế quê ta bỏ cũng là cái phải à chị tao cái để cũng phải mẹ đối xử với con thì đối xử mẹ đối xử với con mẹ về đi mẹ về nhà đi mẹ về nhà đi mẹ có chị nó mua hay tươi mua mẹ đi về đi. Mẹ về nhà đi. Nó chỉ mua. Mẹ về nhà đi. Tôi ở đây cũng không biết đâu có. Mẹ về nhà đi. Tôi ở đây đâu. Còn phải lo chứ. Thấy có chỉ lo lụt lo. Con cho mẹ ở đây đâu. Có tao chỉ được cũng lụt lo. Có gì ta khó tôi cũng ra. Cũng lụt về với mẹ. Cái là dù cơm mà chai có chỉ mua. Cá mà chưa cơm mà chai có chỉ mua. Mẹ về nhà đi. Con. Mẹ con lên đấy nhỏ con ra. Cứ nó cũng ở nước qua cũng. Đâu người bắt mẹ bây giờ. Mẹ đối xử với con như thế. Cô cần trai cơ à. Cô dù cơ là cô nhìn trai cơ đấy à. Đây là con mẹ để ra mẹ con đối xử với con như thế. Mẹ về nhà đi. Mẹ không lên đây nữa. Mẹ về nhà đi. Mẹ sao con này không có rồi mẹ. Bố ơi mẹ. Bố độc ác lắm. Tính của mẹ bố nó thế mà đổ nước cho con ướt hết rồi em đi nhặt phần bát với cái tí chọc chân của cún mẹ này sao với Civic gia đình con như thế con không nhìn đâu sợ mẹ bố hết áp vào mặt sắc lắm đập vỡ bắp chết đi hết rồi lấy đi vứt đi không sợ không
phải một con ướt hết rồi. Cũng sợ đấy. Cũng sợ không? Sợ. Cũng sợ đấy. Có bố ở đây rồi. Thăm bữa. Thăm bữa. Bà thử nước. Bố thăm bữa.